sản sinh tại nơi đây. Nữ nhà văn người Mỹ Helen Keller đã từng nói rằng: "Tôi đã từng khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi gặp một người không có chân để đi giày." Và trong một bài thơ của nhà văn Hồ Thỉnh, ông cũng đã từng hỏi: "Tôi hỏi đất, đất sống với đất như thế nào?" Đất trả lời: "Chúng tôi tôn cao nhau." "Tôi hỏi nước, nước sống với nước như thế nào?" Nước trả lời: "Chúng tôi là mẹ nhau." Và khi tôi hỏi người, người sống với người như thế nào? Người sống với người như thế nào? Và người sống với người như thế nào? Đối với chúng em, người sống với người là để trao nhau sự yêu thương, tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Kính thưa quý thầy cô, hiện nay thôn Eros là một thôn thuộc vùng lõi biệt lập. Tại nơi đây chưa có lưới điện quốc gia vào tới, cũng như là hệ thống đường giao thông rất là chắc trở, chưa thể nào kết nối được với xã hội bên ngoài. Em ở nơi đây trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi, em sẽ diễn ra một ngày vốn như sau. Em sẽ dành một buổi cho việc học tập tại trường, và buổi còn lại em sẽ dành để trao phụ giúp gia đình, giúp cha mẹ chăm em hoặc là việc đồng áng. Và khi đến đêm, đó chính là thời gian các em sẽ bắt đầu học bài. Nhưng cũng như các thầy cô đã thấy ở đây, thì ban đêm ánh sáng của các em lại không có, và việc đó đã cản trở việc học tập của các em rất là nhiều. Đồng cảm được với những nỗi khổ mà các em đã phải trải qua trong quá trình học tập, thì nhóm chúng em đã quyết định lập nên đề tài dự án cộng đồng là thắp sáng tri thức. Và dự án này của chúng em sẽ có mục đích là chúng em sẽ chế tạo ra những chiếc đèn vàng sử dụng năng lượng mặt trời. Và chiếc đèn vàng đó chúng em sẽ đem tặng cho các em ở thôn Eros nhằm giúp các em hơn trong việc học tập và ban đêm. Và đó cũng chính là lý do và mục tiêu của ngày hôm nay chúng em tạo ra những câu hỏi học này. Cảm ơn rất là nhiều về bài chia sẻ cho em tại thôn Eros. Thì kính thưa quý thầy cô, để các bạn học sinh ở đây, thì nhóm chúng em bao gồm hai thành viên, bạn Lê Minh Thư và em là Văn Hồng Lâm, xin được trình bày về nghiên cứu khoa học chế tạo đèn vàng sử dụng năng lượng mặt trời. Thì nội dung trình bày sẽ được thể hiện qua ba mục. Đầu tiên là lý do chọn đề tài và mục tiêu. Thứ hai, tiến trình thực hiện. Và cuối cùng, kết quả và tầm nhìn. Về lý do chọn đề tài và mục tiêu thì bạn Thư đã mới trình bày hồi nãy. Em sẽ tập trung về phần 2, đó chính là tiến trình thực hiện. Ở đây chúng em có đưa ra một quy trình chế tạo đèn. Xin mời quý thầy cô chúng ta quan sát. Trước khi em đi sâu vào từng ý, chúng em đã đưa ra được chúng em đã tìm được một số tiêu chuẩn cơ bản của chiếc đèn vàng. Ánh sáng đạt chuẩn của chúng ta thì độ rọi phải trên 300 lux. Ánh sáng thì phải gần với ánh sáng tự nhiên nhất, không nhấp nháy, phải giảm chói và hạn chế ánh sáng chiếu vào mắt, và có khả năng điều chỉnh góc độ và tạo được bề mặt chiếu sáng rộng. Cuối cùng là màu sắc ánh sáng phù hợp cho việc học tập của mình. Cái mẫu sử dụng công nghệ in 3D đó chính là mẫu này. Thì chúng em đã vẽ lại trên máy sử dụng phần mềm thiết kế 3D AutoCAD. Sau đó đội kỹ thuật chúng em sẽ đi mua linh kiện để chế tạo đèn, đồng thời in 3D linh kiện để có thể thành một khung đèn. Và sau một thời gian lắp ráp thì chúng em ra được 3 sản phẩm. Đây là 3 sản phẩm ở đây. Thì với 3 mẫu này chúng em đi thử nghiệm thông số thực tế. Thông số thực tế đây là thông số của mẫu in đèn in 3D. Và từ các thông số này, chúng em rút ra được một quy trình chuẩn. Đây là quy trình chuẩn của chúng em. Năng lượng thu được từ mặt trời và tấm pin sẽ được chuyển hóa thành điện. Điện này sẽ được truyền vào bình ắc quy thông qua một mặt ổn áp. Mặt ổn áp này có vai trò là ổn định điện áp khi sạc vào bình, và khi sử dụng thì điện từ bình sẽ truyền qua đèn khi mở công tắc, và thông qua một mặt báo sụt áp. Mặt này đóng vai trò là thông báo cho người dùng khi nào cần đem đèn đi sạc. Và qua quá trình chung này, chúng em đã tạo được một mẫu mà mang ưu điểm được của 3 mẫu còn lại, đó chính là mẫu này. Dạ thì em xin mời quý thầy cô hướng mắt lên đây. Thì đây chính là mẫu hoàn thiện của nhóm em. Kết quả mà nhóm em đạt được cho mẫu hoàn thiện này đó chính là thời gian sạc của đèn này đó là 4 giờ, thời gian sử dụng được của đèn là 6 giờ, độ rọi mà đèn đạt được là 700 lux, và đèn sẽ không bị nhấp nháy khi mà chúng ta sử dụng.
thì có khả năng điều chỉnh các góc độ và có bề mặt chiếu sáng rộng. Tiếp theo là những cái thông số mà chúng em đã sử dụng cho đèn. Thứ nhất là chúng em đã sử dụng một tấm pin năng lượng mặt trời 10W. Bóng đèn ở chúng em có 3 bóng, mỗi bóng 3W thì 3 bóng cộng lại là 9W. Và trong đây thì chúng em có một bình ắc quy. Thông số của bình ắc quy đó chính là 12V 3.5A 1 giờ. Ở đây nếu mà thầy cô có thể xem kỹ thì ở đây có một cái mặt gọi là mặt báo để sụt áp để bảo vệ cái bình ắc quy. Và cuối cùng chúng em muốn nói đó là chúng em đã sử dụng một cái hệ thống rời giữa tấm pin năng lượng mặt trời và đèn. Và hướng phát triển của dự án của chúng em như thế nào thì cũng như các thầy cô đã nghe em chia sẻ ban đầu về lý do cũng như mục tiêu, thì hiện tại chúng em đã nộp hồ sơ dự án của chúng em và dự án cộng đồng của trường mình, tức là Bachelor vì cộng đồng. Thì hiện nay chúng em nộp hồ sơ và chúng em mong muốn được là trường sẽ duyệt hồ sơ cho chúng em để chúng em có khả năng mà chế tạo ra hơn 100 chiếc đèn bàn để tặng cho các em nhỏ tại thôn Eros trong việc giúp đỡ các em trong việc học tập. Thì ước tính chung của tụi em trả là 100 cái đèn, đó là cái quỹ của em cần là 70 triệu, nhưng mà số tiền mà chúng em xin trường hỗ trợ đó chính là 30 triệu. 40 triệu còn lại thì từ cái 30 triệu mà trường cung cấp thì chúng em sẽ gây cái quỹ từ số tiền 30 triệu đó. Dạ, đó là phần kết thúc của nhóm chúng em ạ.